Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Bản tin tối nay ngày 22 tháng 11 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tiếp tục kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Ấn Độ. Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm camera tự động bắt lỗi giao thông. Thưa quý vị khán giả, sáng ngày 22 tháng 11, tiếp tục kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, nhiều nội dung trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cũng giải trình một số ý kiến đại biểu nêu. Cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành dự thảo luật sửa đổi lần này, đại biểu cho rằng dự án luật đã đáp ứng những yêu cầu giải quyết những vấn đề mới phát sinh, cần phải có những quy định chặt chẽ phù hợp thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống thiên tai, bảo đảm tính chủ động trong phòng chống và giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra. Về tên gọi dự thảo luật, đại biểu cho rằng trước tình hình tác động của biến đổi khí hậu hiện nay, nhằm bảo đảm tính cập nhật nên sửa lấy tên gọi là luật phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Về một số nội dung của luật đê điều, đại biểu cho rằng thời gian qua việc quản lý nhà nước ở các khu vực bãi bồi, cù lao, bãi sông rất khó khăn, bất cập, thậm chí buông lỏng nên có nhiều vi phạm xảy ra chưa được xử lý nghiêm. Dự thảo luật sửa đổi phải có quy định cụ thể rõ ràng, tránh tình trạng người dân tự phát sử dụng gây khó khăn cho công tác quản lý của các cơ quan chức năng. Về xây dựng công trình cải tạo giao thông liên quan đến đê, đại biểu cho rằng ngoài sự phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Bộ Giao thông Vận tải thì cần có sự tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến khai thác cát sỏi và khoáng sản trong phạm vi bảo vệ đê. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ các nội dung đóng góp để cùng với các cơ quan thẩm định của Quốc hội, các cơ quan hữu quan hoàn thiện dự thảo luật với chất lượng tốt nhất cũng như giải trình những nội dung chưa rõ hoặc có ý kiến còn khác nhau. Một số nội dung, ban soạn thảo sẽ cùng với cơ quan chủ trì thẩm định tổ chức thêm một số phiên hội thảo làm rõ hơn, tạo sự thống nhất cao để hoàn thiện trước khi đưa ra tại kỳ họp tới. Ngày 21 tháng 11, nhân kỷ niệm 3 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã phối hợp với Quỹ Ấn Độ tổ chức hội thảo với chủ đề quan hệ Việt Nam-Ấn Độ từ gắn bó truyền thống đến đối tác chiến lược toàn diện. Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ phụ trách phương Đông, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Toan, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ phụ trách phương Đông Vijay Thakur khẳng định Việt Nam là trụ cột trong chính sách hành động hướng Đông của Ấn Độ. Quan hệ hai bên đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực, từ an ninh, quốc phòng, kinh tế thương mại đến giao lưu văn hóa nhân dân. Về vấn đề Biển Đông, bà Thakur khẳng định quan điểm của Ấn Độ coi các tuyến hàng hải đi qua Biển Đông đóng vai trò trọng yếu đối với hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Do đó, việc đảm bảo tự do hàng hải có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đánh giá cao lập trường của Ấn Độ về vấn đề Biển Đông, Đại sứ Phạm Sanh Châu cũng bày tỏ cảm thông với những quan ngại chính đáng của Ấn Độ khi quyết định không gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực. Hiện hai nước đang có 15 cơ chế để tăng cường quan hệ song phương, và Việt Nam cũng hy vọng hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ trong lĩnh vực an ninh mạng và an ninh quốc phòng. Cũng tại hội thảo đã diễn ra lễ ra mắt cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ấn Độ và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ và Quỹ Ấn Độ. Không lạm dụng, không dùng sai chỉ định là thông điệp của tuần lễ truyền thông phòng chống kháng thuốc năm nay do Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Nông lương Thế giới tổ chức ngày 21 tháng 11. Việt Nam là quốc gia đứng thứ 11 trong 76 quốc gia có tỷ lệ sử dụng kháng sinh nhiều nhất thế giới. Tình trạng kháng kháng sinh đang là mối hiểm họa ngày càng lớn. Việc sử dụng kháng sinh ngày càng gia tăng và thiếu kiểm soát trong y tế cũng như trong chăn nuôi. Và càng đáng báo động hơn khi nó xâm nhập vào chuỗi thức ăn và môi trường sinh thái. Chúng ta cũng quyết liệt là phải kê đơn, phải có đơn và phải kiểm soát cái đơn đó. Và người bán thuốc thì không được phép là bán thuốc không có đơn. Thế nhưng mà chúng ta thấy là người dân vẫn có thể mua được những thuốc đó và sử dụng những thuốc đó. Thế và từ đó thì cũng là một trong những nguyên nhân mà lạm dụng, thế rồi không đúng chỉ định. Các chuyên gia lo ngại vi khuẩn kháng kháng sinh hiện là mối quan tâm của cả thế giới, thì tốc độ tìm ra kháng sinh mới không kịp với tốc độ gia tăng các vi khuẩn kháng thuốc. Tại một số nước, thậm chí còn không thể kiểm soát. Tháng 4 vừa rồi, có một nhóm điều phối của Liên Hợp Quốc đã gửi một báo cáo cho Tổng Thư ký khuyến nghị rằng nếu không hành động hôm nay, thì kháng thuốc sẽ gây hệ lụy
đó là 10 triệu ca tử vong mỗi năm đến năm 2020 và còn cao hơn tỷ lệ tử vong do ung thư. Thứ hai là gánh nặng về kinh tế toàn cầu, sẽ mất hơn 100 tỷ đô la Mỹ do kháng thuốc gây ra. Cam kết sẽ làm việc với tất cả các ngành để nâng cao nhận thức về mức độ nghiêm trọng của kháng thuốc là khẳng định của lãnh đạo Bộ Y tế tại lễ meeting phòng chống kháng thuốc. Bộ Y tế cũng cho biết sẽ khuyến khích tất cả mọi người, cán bộ y tế, người nông dân, đối tác từ ngành nông nghiệp, bệnh nhân, giới truyền thông, các nhà hoạch định chính sách, cả cộng đồng thực hiện phần việc của mình và chung tay chấm dứt tình trạng lạm dụng và sử dụng kháng sinh sai mục đích. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương thực hiện thí điểm các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành giao thông thông minh. Theo đó, thành phố sẽ lắp đặt hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo có khả năng tự phát hiện các lỗi vi phạm giao thông. Hệ thống camera giám sát thông minh sẽ được lắp đặt vào hoạt động thí điểm trong 6 tháng trên tuyến đường Điện Biên Phủ giao với các đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur, Phạm Ngọc Thạch, Hai Bà Trưng. Tại những khu vực này, hệ thống camera thông minh sẽ được lắp đặt để điều khiển giao thông tự động và phát hiện các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như không tuân thủ đèn tín hiệu, dừng đỗ sai quy định, đi ngược chiều, sai làn đường và tự động gửi về trung tâm giám sát điều khiển giao thông. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo này sẽ tự động nhận diện biển số, đo đếm, phân tích và tính toán dòng giao thông nhằm đưa ra giải pháp điều khiển tối ưu để xử lý các tình huống gây ùn tắc giao thông. Sáng ngày 22 tháng 11, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, bảo tàng nhiều tỉnh thành đã phối hợp tổ chức trưng bày chuyên đề Hội ngộ di sản văn hóa ba miền với quy mô trên 500 di vật, hình ảnh và các bộ sưu tập hiện vật độc đáo tiêu biểu của ba nền văn hóa khảo cổ học ở Việt Nam thời cổ đại, gồm văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Ốc Eo. Đặc biệt, lần đầu tiên bốn bảo vật quốc gia được mang ra trưng bày giới thiệu đến người dân gồm bệ thờ Linga Yoni là hiện vật cực kỳ quý hiếm của Vương quốc Phù Nam xưa được tìm thấy ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Bảo vật quốc gia tượng thần Brahma chỉ còn lại phần đầu, chất liệu bằng đá sa thạch, niên đại thế kỷ thứ 5 với chiều cao 37,5cm, rộng vai 22,9cm, được định giá 2 triệu đô la Mỹ. Bảo vật thứ ba là bộ sưu tập khuôn đúc trang sức như khuyên tai, hình mặt trời, dây chuyền thuộc dòng văn hóa Ốc Eo, có niên đại từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 7, khai quật được tại địa điểm khảo cổ học Nhân Thành, huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ. Và bảo vật quốc gia thứ tư là tượng thần Vishnu Vũng Liêm có niên đại thế kỷ thứ 6 thứ 7 thuộc nền văn hóa Ốc Eo, được phát hiện dưới lòng đất xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Đây là hiện vật gốc độc bản, là tác phẩm điêu khắc cổ có giá trị cao về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Tối 21 tháng 11, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lái xe điều khiển xe Mercedes GLC 250 gây ra vụ tai nạn cách đây 2 ngày, khiến một người tử vong và nhiều phương tiện bốc cháy. Danh tính lái xe gây tai nạn là bà Vũ Thị Hồng Thái, sinh năm 1972, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sáng 20 tháng 11, nữ tài xế này điều khiển xe Mercedes GLC 250 biển kiểm soát 30G007.85, đâm hàng loạt phương tiện tại khu vực cầu Hòa Mục, nút giao thông Lê Văn Lương, Nguyễn Ngọc Vũ, khiến các xe bốc cháy và một người tử vong. Bà Thái bị tạm giữ hình sự để xử lý về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Cũng trong ngày hôm qua, 21 tháng 11, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nữ nạn nhân đi xe đạp tử vong do bị chiếc xe Mercedes đâm trúng. Nữ nạn nhân này sinh năm 1992, quê quán ở tỉnh Hải Dương. Chuyển sang phần tin quốc tế với những tin tức nổi bật. Kết thúc tiến trình điều trần luận tội Tổng thống Trump. Mỹ bắt đầu điều chuyển người tị nạn sang nước thứ ba. Phát hiện 16 người trong container tới Ireland. Thưa quý vị khán giả, sáng nay theo giờ Việt Nam, tiến trình điều trần luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc tại Hạ viện nước này. Cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa đều nhân dịp này để đưa ra những lời chỉ trích sắc bén trước khi cuộc điều tra luận tội tiến sang giai đoạn tiếp theo. Phát biểu khép lại cuộc điều trần, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff nhấn mạnh việc tồn tại cơ chế luận tội trong Hiến pháp Mỹ là nhằm ngăn chặn việc một người giữ vị trí lãnh đạo đất nước lợi dụng quyền lực cho lợi ích cá nhân thay vì các vấn đề quốc gia. Trong khi đó, đại diện Đảng Cộng hòa Jim Jordan chỉ trích cuộc điều trần của phe Dân chủ là không tập trung vào tìm kiếm sự thật, mà chỉ nhằm cản trở ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống 2020. Theo quy định, sau khi tiến trình luận tội khép lại, các bằng chứng sẽ được chuyển tới Ủy ban Tư pháp Hạ viện để xúc tiến các bước tiếp theo, trong đó có việc soạn văn bản luận tội.
Các nguồn tin cho biết nhiều khả năng văn bản này sẽ được hoàn thành trước lễ tạ ơn vào 28 tháng 11. Và nếu Hạ viện bỏ phiếu nhất trí tiến hành luận tội Tổng thống Trump, thì văn bản này sẽ được chuyển tới Thượng viện để quyết định bước đi cuối cùng. Tuy nhiên, do Đảng Cộng Hòa đang kiểm soát Thượng viện và chỉ có rất ít thượng nghị sĩ chống lại Tổng thống Trump, nên khả năng phế truất Tổng thống là rất thấp. Cũng trong sáng nay theo giờ Việt Nam, với 74 phiếu thuận và 20 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn nhằm ngăn chặn chính phủ bị đóng cửa một lần nữa. Dự luật nhanh chóng được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký phê chuẩn vài giờ trước khi gói ngân sách hiện tại hết hiệu lực. Dự luật sẽ cấp ngân sách hoạt động cho các cơ quan chính phủ Mỹ đến ngày 20 tháng 12, đồng nghĩa với việc Quốc hội Lưỡng viện Mỹ sẽ phải tiếp tục thảo luận và thông qua thỏa thuận khác về ngân sách cho tài khóa 2020. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trường Mỹ đang nóng dẫy với tiến trình điều tra luận tội Tổng thống Trump, nhiều nghị sĩ nghi ngờ họ sẽ khó có thể đạt được một thỏa thuận ngân sách dài hạn trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Kể từ khi ông Trump lên nhậm chức, chính phủ Mỹ đã hai lần phải tạm dừng hoạt động do bất đồng về chính sách siết chặt an ninh biên giới và một loạt vấn đề khác. Trong hai lần này, có một lần chính phủ phải đóng cửa dài nhất trong lịch sử, diễn ra từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019. Hôm qua, Mỹ đã thực hiện chuyến bay đầu tiên chở những người xin tị nạn vào Mỹ đến Guatemala, theo một thỏa thuận song phương nhằm đưa Guatemala trở thành cửa ngõ tiếp nhận người xin tị nạn vào Mỹ. Dù vấp phải nhiều chỉ trích, nhưng cơ chế này được coi là một thành công của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Người trước này vẫn coi vấn đề người di cư là trọng tâm cần giải quyết và cũng là đầu tiên đánh dấu bước chuyển trong cách đối xử với người xin tị nạn vào Mỹ. Bộ trưởng Nội vụ Guatemala Enrique de Genhart cho biết sẽ có thêm nhiều các chuyến bay chở người xin tị nạn từ Mỹ sang nước này trong tuần tới. Chính phủ Guatemala sẽ xử lý tất cả các trường hợp này, song các cơ quan di cư và tị nạn của Liên Hợp Quốc sẽ chịu trách nhiệm cung cấp nơi tạm trú cho họ tại Guatemala. Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc trước đó thông báo, Mỹ đã cung cấp 10 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ hồi hương những người di cư được chuyển tới Guatemala. Trong số này có một số công dân Honduras và El Salvador. Các nghị sĩ dân chủ và các nhà hoạt động xã hội chỉ trích động thái này vì cho rằng không nên điều chuyển những người xin tị nạn, vốn là các đối tượng dễ bị tổn thương, sang Guatemala, quốc gia có tỷ lệ tội phạm giết người cao, hệ thống tị nạn quy mô nhỏ và luật pháp yếu. Hồi tháng 7, Mỹ đạt được một thỏa thuận với Guatemala cho phép những người xin tị nạn vào Mỹ sang Guatemala theo cơ chế nước thứ ba an toàn. Châu Âu cũng từng áp dụng cơ chế này để điều hướng dòng người tị nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm qua, sau khi bị Tổng trưởng lý Israel chính thức buộc tội tham nhũng gian lận và nhận hối lộ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lập tức bác bỏ các cáo buộc nhằm vào mình và khẳng định đây là một âm mưu đảo chính. Tại buổi họp báo ở Jerusalem, ông Netanyahu khẳng định đã hiến dâng cả cuộc đời cho đất nước, đồng thời chỉ trích Tổng trưởng lý Avichai Mandelblit đã cố tình đưa ra cáo buộc sai trái tại thời điểm chính trị nhạy cảm nhất kể từ khi thành lập nước Israel đến nay. Thủ tướng Netanyahu đưa ra phát biểu trên ngay sau khi bị Tổng trưởng lý Mandelblit tuyên bố sẽ truy tố ông với tội danh hình sự trong ba hồ sơ điều tra riêng rẽ liên quan đến vụ án tham nhũng tại công ty truyền thông Bezeq. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhà nước Do Thái một thủ tướng đương chức đối mặt với các cáo buộc hình sự. Tuy nhiên, về mặt hiến định, ông Netanyahu có thể đề nghị Quốc hội trao quyền miễn trừ truy tố. Cảnh sát Ireland mới vừa phát hiện 16 người nhập cư Trung Đông trong một xe container đóng kín trên chuyến phà đi từ Pháp sang Ireland hôm 21 tháng 11. Thông báo từ cảnh sát Ireland cho biết toàn bộ số người trong container là nam giới và được phát hiện trong một cuộc kiểm tra thông thường trên chiếc phà đang trên hành trình từ cảng Cherbourg của Pháp tới Rosslare của Đông Nam Ireland. Mặc dù những người này đã được phát hiện trong tình trạng khỏe mạnh, song lập tức được đưa tới một khoang riêng trên phà để chăm sóc y tế. Các nhân viên nhập cư đã bắt đầu thủ tục xử lý các trường hợp này theo luật di trú khi chiếc phà cập cảng Ireland. Theo thông báo của cảnh sát Ireland, chiếc container thuộc sở hữu của một công ty có trụ sở ở Ireland, chủ lái xe và lái xe là nam giới trong độ tuổi 50 và là công dân Ireland hơn 25 năm, đang hợp tác chặt chẽ với các nhà điều tra. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trong nước và quốc tế tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.